Vào rạng sáng mai 15 tháng 8, trận đấu cuối cùng của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra. Manchester United sẽ tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà Old Trafford, với mục tiêu không gì khác là giành trọn 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới. Manchester United sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở cuộc tiếp đón Wolverhampton. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang phải đau đầu với những ca chấn thương khi có tới 9 cầu thủ không thể thi đấu, bao gồm cả tiền đạo vừa được chiêu mộ Rasmus Højlund. Trọng trách ghi bàn vì vậy sẽ được đặt lên vai Marcus Rashford và Jadon Sancho. Trong khi Højlund phải làm khán giả, thì hai tân binh khác là Andre Onana và Mason Mount đã sẵn sàng để có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội chủ sân Old Trafford. Xét về thành tích đối đầu, Manchester United hoàn toàn vượt trội khi họ chỉ thua 1 trong 10 lần gần nhất chạm trán Wolverhampton. Sân nhà cũng sẽ là một lợi thế lớn với thầy trò Ten Hag khi mùa trước, họ là đội phải nhận ít bàn thua nhất trên sân nhà, trong khi Wolverhampton lại là đội có thành tích ghi bàn trên sân khách tệ thứ hai chỉ sau West Ham. Với những yếu tố kể trên, Manchester United vẫn có thể tự tin vào việc giành trọn 3 điểm trong trận mở màn mùa giải mới. Thể thao 5.1 dự đoán MU sẽ có 3 điểm với chiến thắng 3-0. Chúc các anh em may mắn!